Tụi nó đi siêu thị đây, tụi nó đang lựa giết đây các bạn. Cái thằng này con mắt nó bự nhất. Rồi về tôi đập nó chứ. Con này là em hậu xa lanh. Mua màu hồng được không các bạn? Nhưng mấy con điên quá. Chính mới điên. Hello, phải có không muốn nói chuyện luôn. Tưởng ai 1 phút 48 giây à. Gần này gần 9 phút mấy. Con nó sao tới 6 phút luôn, dắt rồi còn 6 phút kia chín rồi. Nói mày kể cho mày luôn đó. Không, 6 phút nữa 3 phút chín. Rồi chắc có kìa. Giờ đánh cái đầu kìa, đánh cái bụng nè má, nó nhích cái bụng nè. Nhích cái nhúng nhích cái bụng nằm thứ này ngoài đi, nhích cái bụng nè. Sao có kìa chứ. Ok, nhúng nhích cái bụng nè. Nhích cái đầu nè. Mày lùng quá. Tám phút. Nhúng nhích cái lắc cái ngực nè. Rồi vậy nữa là đi lên rồi đó hả. Nằm xuống đi. Mày không để lên sao nó bóp, để lên chính giữa. Ừ. Không bóp gì thôi. Hai con điên quá đây. Anh biết rồi. Con điên. Đây. Im đi chạy, đi ra chỗ khác. Hai đứa con điên rồi, tao hồn tao quá. Hai con điên coi bắt tao và phản ứng lạ lùng đây. Ok, tắt đi em ơi. Tắt đi.